Đây đâu, trước tiên gửi tới lời chào trân trọng hỏi đến toàn thể các bác chơi giao lưu miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 30 tháng 4. Em xin hân hạnh giới thiệu đến các bác một cặp loa đến từ thương hiệu của Onkyo. Model của nó là D202A25 mã. Thì dòng Onkyo này á thì nó có rất là nhiều đời. 202A, 202A25 mã, 202 là Limited. Các bác lưu ý về vấn đề này thì giá thành của nó khác nhau, nó không giống nhau đâu ạ. Như là cái phần kích thước thùng loa nó cũng khác nhau. Và cặp loa này thì được sản xuất năm 1996 với giá xuất xưởng của nó là 64.000 yên, nó tương đương khoảng độ 13 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Đây là cặp loa Buxell được định giá cũng khá là cao, các bác nghe phòng tầm 20 vuông trở lại, rất là tuyệt vời. Bác chơi đa thể loại nhạc và dễ ghép âm đi nhé. Thì cặp loa này á thì nó có trở kháng là 5 ohm, công suất là 80W một thùng, và nó nặng là 87 kg, và nó có cái xay ngang của nó là 21 cm, chiều cao của nó là 33 cm và chiều sâu của nó 31 cm. Thì nó sở hữu một loa bass là 16 cm, gần mút, một loa check đôn 2,5 cm, âm sắc rất là tuyệt vời. Và sau đây thì em cũng xin quay chi tiết về cái ngoại hình để các bác được chiêm ngưỡng. Có bác nào mua thì em gửi phần nội thất bên trong ra. Nội thất bên trong em có hình rồi, còn cũng trong video thì không thể mở nội thất bên trong này để bác xem được. Phần mặt loa thì cái loa này rất là đẹp, chỉ có mỗi cái dưới bên đây thì thủng một lỗ nhỏ thôi, lỗ nhỏ và nó gãy một cái chỗ bắt đấy, rất là đẹp nhé. Đây này, một chỗ nhỏ thôi đấy, và gãy một cái chỗ bên đây đấy. Còn bên này thì rất là đẹp rồi, đẹp rồi. Bên này thì đẹp rồi. Đây là tuyến loa, tuyến loa của nó thì rất là đẹp. D202A25 mã nhé. Nó có loại 202 thường nhé, nó lưu ý giá thành khác nhau đấy. Đây về thùng loa đẹp nhé. Cặp loa này là trùng sơ di không nhé. Đây phải trái này, trùng sơ di này, sơ di của nó đây 56075128625, 56075128862. Đấy, nó có công suất của nó là 80W này, thì trở kháng của nó là 5 ohm, được sản xuất Nhật Bản, và có loa bắp chuối mạ vàng nhé. Đấy, mạ vàng là rất là đẹp. Sâu sâu 31 cm. Rồi và sau đây thì em xin test nhé, test một đoạn nhạc để các bác âm sắc của em này nhé. Này, loa lỗ thu hồi phía trước ạ. Và giá ở cặp loa này thì giá cặp loa này thì hiện tại em đang bán mức giá là 2,3 triệu đồng nhé. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào vào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại em để tiêu đề của video 0907 23 269. Bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn là Zalo em được nhé. Thank you.
cho em, ai đã nói sẽ yêu em đậm sâu. Rồi một ngày em cũng biết mãi mãi chỉ là lời gian dối, chỉ một lời trên môi anh thôi. Người ơi, em vui rồi, thế nhưng em nhận lại gì đây? Hỡi anh, hay câu chia ly? Cả cuộc đời em đâu mong, mong trái tim em được yêu. Chỉ một lần được mãi ở bên người, dù đời cay đắng. Trả lời em đi, sao anh lặng im, im như vậy? Anh cứ nói câu chờ anh nhé em, đến bao giờ? Một phút đắm đuối ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Hạnh phúc mong manh đến thế sao, em vẫn cứ đi tìm một đời. Liệu sau tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kiếp? Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, loài hoa ấy vỡ tan vì thiếu anh. Này anh
Rồi, em xin phép được dừng video test ở đây. Chiếc cặp loa này thì bên em bán với mức giá là 2,3 triệu thôi nhé. Đại giá bên em thì đã giảm rồi. Và bao với ship toàn quốc, nếu mà nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Số điện thoại em để tiêu đề của video 0907 23 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.